Thì mình sẽ test thử với cái bóng đèn 900W và với cái cuộn dây là 30 vòng, cuốn tạm như này. Cuộn này là 30 vòng. Dây cỡ 0,85. Mình sẽ cấp điện thử xem. Đó, nó cũng sáng. Như vậy thì chúng ta có thể làm một cái bộ inverter lên, và cái inverter mà chúng ta có rất là nhiều việc chúng ta có thể làm và ứng dụng. Thì với cái mạch điện đơn giản này nó khá là ứng dụng, nên mình chúc tất cả các bạn có thể làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.